Trên Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ 6, 13 tây tháng 11 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Bản tin đầu tiên là tin từ Mexico. Tổng thống Mexico một lần nữa khẳng định ông sẽ không đưa ra lời chúc mừng nào cho tới khi mọi việc rõ ràng tại Hoa Kỳ và ông nói rằng điều này không lệ thuộc vào chúng tôi. Tổng thống của Mexico, ông Andre Emmanuel López Obrador đã lên tiếng một lần nữa khẳng định rằng ông sẽ không thừa nhận cái người thắng cử trong cuộc bầu cử của Hoa Kỳ cho tới khi nào các vấn đề pháp lý được giải quyết. Chúng tôi không thể đưa ra bất cứ một cái thừa nhận của một chính phủ nào mà nó chưa được hợp pháp và theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Ông đã phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 10 và nó không lệ thuộc vào chúng tôi, nó lệ thuộc vào cái tình hình của Hoa Kỳ bởi vì chúng tôi có cái có cái quan điểm và có chính sách của chúng tôi và đồng thời chúng tôi cũng không phải là thuộc địa của Hoa Kỳ chúng tôi là một quốc gia tự do độc lập có chủ quyền chính quyền Mexico không phải là một công cụ của bất cứ một chính quyền ngoại quốc nào đó là lời khẳng định của ông López Obrador đây không phải là lần đầu tiên ông López Obrador đã đưa ra bản statement vào thứ bảy tuần trước thì các cái giới truyền thông đã áp lực ông và một số thành viên ở tại Hoa Kỳ áp lực ông buông lời chúc mừng với lại ông Biden người đang tranh chức tổng thống với tổng thống Trump khi mà cho rằng là ông Biden đã thắng cuộc bầu cử ông Obrado đã lên tiếng nói rằng là ông vẫn chưa đưa ra lời chúc mừng cho tới khi nào tiến trình này được hoàn tất và với sự tôn trọng cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ chúng tôi đợi cho tới khi nào tất cả các vấn đề pháp lý được giải quyết một cách ổn thỏa ông đã nói với lại các cái giới truyền thông vào hôm đó à, giới truyền thông của Hoa Kỳ đã tìm cách áp lực các nhà ngoại giao và các cái quốc gia lãnh đạo quốc gia khác với cái sự gọi là à, thiên vị của họ buộc những quốc gia này và ép áp lực những quốc gia này phải lên tiếng chúc mừng cho Joe Biden trong cái đó thì ông loa vốn là một tổng thống của Mexico là đại người đã từng tranh tổng thống từ năm 2008 tới 2012 và ông đã từ chối không đáp chấp nhận cái việc mà gọi là chúc mừng một cách vô tội vạ và đây là một trong những cái phản ứng đầu tiên của tổng thống Mexico ngay sau khi mà có giới áp lực của giới truyền thông Hoa Kỳ. Trong khi đó thì tại tòa Bạch Ốc, nữ à, tùy viên báo chí của tòa Bạch Ốc, một nữ tướng của tổng thống Trump cho biết sẽ có một cái đám đông khổng lồ tràn về DC trong cái ngày cuối tuần này tức là ngày mai. Những người ủng hộ cho tổng thống Trump trên toàn quốc sẽ tràn về Washington DC vào thứ bảy tuần này và đó là một cái đám đông lớn thầm lặng đó là lời phát biểu của tùy viên báo chí của tòa bạch ốc là cô kelly mc đã đưa ra tôi nghĩ rằng sẽ có một cái đám đông rất lớn rất uh, lớn và họ rất im lặng và những gì tôi nghe được không phải là từ những cái ước lượng của quý vị mà tức mà từ những người họ muốn đến để mà lên tiếng nói của họ cô mc đã phát biểu trong chương trình của đài truyền hình fox và tôi nghĩ rằng uh, tổng thống ông sẽ có thêm nhiều phiếu hơn uh, bất cứ một uh, ứng cử viên nào của Đảng Cộng hòa và có thể nói rằng trong lịch sử của Đảng Cộng hòa chưa có một tổng thống nào mà có khối lượng phiếu khổng lồ như tổng thống Trump được xem là kỷ lục từ trước tới nay. Và trong đó thì cái chương trình gọi là March for Trump hay còn gọi là cái chương trình Million MAGA March tại Washington DC vào thứ bảy tuần này, ở trong đó thì rất là nhiều những người trên toàn quốc và các cộng đồng ở khắp nơi đều tràn về Washington DC dân biểu Mike Cowley của Đảng Cộng hòa ở Pennsylvania và Louis uh, Gomez của Đảng Cộng hòa tại Texas cũng sẽ dự tính là sẽ phát biểu ở trong cái uh, cuộc uh, rally này, đồng thời là một trong những uh, người mà được xem vừa đắc cử là Tyler Green, một uh, một uh, uh, dân biểu nữ dân biểu của Georgia cũng sẽ có mặt trong cái cuộc rally này. Đây là một trong những cái cuộc rally mà đây không phải là chỉ bảo vệ cho cái quyền chính đáng của tổng thống Trump mà còn bảo vệ cho sự công bằng, minh bạch, tự do và của cái cuộc bầu cử này đó là lời phát biểu của cô McEnany sau khi mà có một cái um, cuộc rally đã được kêu gọi trong suốt một tuần lễ qua và ngày mai thứ bảy tại Washington DC ước lượng rằng sẽ có hàng trăm ngàn người tụ về Washington DC đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ trong khi đó việc đếm phiếu bằng tay đã bắt đầu với số lượng lớn đã bắt đầu tại tiểu bang Georgia các giới chức tại Georgia cho biết là 159 cái quận ở tại Georgia đã bắt đầu chính thức đếm phiếu bằng tay trong cuộc tranh cử tổng thống và trong đó sẽ có rất nhiều những cái giới hạn về tiềm năng nguy hiểm trong cái vấn đề mà phiếu bị sai lạc đó là một trong những cái lời phát biểu của phía giới chức bầu cử tại tiểu bang Georgia luật cho phép là các cái cuộc đếm phiếu bằng tay này sẽ được xác minh sau khi mà có những cái sai lạc từ hệ thống máy kiểm phiếu và trong đó thì thư ký của tiểu bang là Brad Raffensperger đã cho biết rằng là cuộc vì cái cuộc tranh cử tổng thống này với kết quả khích cao, do đó cần phải đếm phiếu lại. Nơi đây thì ông Joe Biden trước đó thì hôm bầu cử thì tổng thống Trump gác 80 mấy ngàn phiếu nhưng mà sau khi có những cuộc kiểm phiếu mà sai lạc bằng máy, thì Joe Biden đã gác lại tổng thống là 14.072 phiếu và điều này có nghĩa là nó dưới cái số lượng quy định và tiểu bang Georgia tự động cho phép tái kiểm phiếu lại và lần này tái kiểm phiếu sẽ bằng tay và nó đã bắt đầu từ ngày hôm qua và bây giờ nó sẽ kéo dài trong vòng một tuần lễ trong tổng cộng 159 quận của tiểu bang Georgia. Dự đoán rằng tổng thống Trump sẽ thắng được ở tiểu bang này sau khi có cuộc đếm phiếu bằng tay tức là kiểm tra từng lá phiếu. Với khoảng gần 5 triệu phiếu sẽ được đếm và trong đó thì mọi người sẽ có được cái kết quả rõ ràng hơn ở tiểu bang Georgia, nơi dự đoán là sẽ là chiến thắng của tổng thống Donald Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Georgia. Trong khi đó, các thành viên của Đảng Cộng hòa đã chính thức gửi một cái đơn kiện và yêu cầu đếm phiếu bằng tay ở các thùng phiếu các thành viên của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Arizona đã chính thức có một cái đơn kiện tìm yêu cầu tòa cho phép đếm phiếu bằng tay và giữa lúc mà đang có những cái cuộc tranh cãi trong cái trung tâm đếm phiếu và trong đó có thể sẽ có một số phiếu gian lận. Lo suốt này, tức là cái đơn kiện này đã yêu cầu đã được nộp lên tòa ở quận Maricopa và trong đó là thành lập một cái vote center trên toàn quận năm 2020 và trong đó thì họ nói rằng đã có những cái cuộc đếm phiếu ở ngay các cái thùng phiếu mà chưa được chuẩn chưa được minh bạch trong đó thì căn bản khác, khác biệt là việc mà các cái trung tâm đếm phiếu và trung tâm nhận phiếu do đó thì đã có 175 cái trung tâm nhận phiếu và trong khi đó thì có à, xin lỗi quý vị 175 cái trung tâm nhận phiếu và các cái thùng phiếu thì đặt ở khoảng 748 thùng phiếu ở khắp nơi trên toàn tiểu bang và các thành viên của Đảng Cộng hòa tố cáo rằng là tình trạng đếm phiếu bằng máy đã không có sự minh bạch và thiếu cái sự uh, kiểm tra chặt chẽ do đó yêu cả đã nộp đơn kiện và yêu cầu đếm phiếu bằng tay. Chủ tịch của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Arizona là Kelly Ward trong một bản statement đưa ra cho biết câu hỏi đặt ra là tình trạng xây dựng và cái việc mà kiểm phiếu bằng tay này vẫn được nằm ở cái dục dưới luật lệ của tiểu bang Arizona và điều này cần phải được thực thi đó là một trong những cái lời phát biểu của phía đảng cộng hòa trong việc mà kiểm phiếu lại ở tiểu bang Arizona và cho tới giờ phút này thì Joe Biden tự nhận mình là kẻ dẫn đầu ở trong cuộc đếm phiếu trong khi đó giới truyền thông vẫn cho rằng Joe Biden thắng ở tiểu bang Arizona trong khi đó thì bản tin được xem là thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang có cuộc thương thảo với tất cả các công ty dược phẩm để cung cấp vaccine miễn phí cho người dân. Chính quyền của tổng thống Trump đã có cuộc thương lượng với tất cả các công ty dược phẩm trên toàn quốc những công ty mà đang sản xuất cái vaccine chống lại con siêu vi khuẩn vũ hán sẽ có một cái cuộc sản xuất mở rộng và đại trà để có thể cung cấp cho người dân mà người dân không cần bỏ tiền túi ra. Bộ Y tế trong ngày 12 tây Loan báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với tất cả những cái công ty lớn về sản xuất dược phẩm, các cái hệ thống network và kể cả những cái pharmacy tức là những cái công ty dược độc lập à, trong việc mà cung cấp miễn phí vaccine cho người dân. À, việc, việc này đã cho biết rằng là các cái đối tác của những công ty dược ở trên 50 tiểu bang, bao gồm luôn cả district của Colombia tức là DC, Puerto Rico và các cái đảo quốc mà nằm dưới sự quản trị của Hoa Kỳ, trong đó các cái công ty dược này bao gồm và các cái công ty bán lẻ và những cái phòng dược độc lập bao gồm luôn cả khu ở khu vực chợ Albertson, Costco, CVS, Publix, Warren và Walmart. Trong đó thì họ sẽ cung cấp cái vaccine miễn phí cho tất cả người dân thông qua những hãng dược. Và chúng tôi đang thảo luận với một số những cái kỹ nghệ tư nhân để có thể hỗ trợ cho người dân trong việc đối phó với lại con siêu vi khuẩn này mà người dân không phải bị tổn phí tiền bạc chiến dịch này có tên gọi là operation grab speed do chính quyền của tổng thống trump thực hiện nhằm mục đích là làm sao thúc đẩy có được cái vaccine và nó vừa hợp túi tiền hoặc là ít nhất người dân được chích miễn phí để có thể đối phó với con siêu vi khuẩn vũ hán đây là một trong những thông báo mới nhất của bộ y tế hoa kỳ và cho thấy chính quyền tổng thống trump vẫn đưa ra nỗ lực tìm cách ngăn chặn cái con siêu vi khuẩn này đồng thời phải tạo ra một cái giải pháp trong việc thực thi việc À, chích ngừa và chủng ngừa đối với con siêu vi khuẩn Vũ Hán này mà không tạo ra sự khó khăn cho người dân. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó, gần 200 cái hộp phiếu vẫn chưa đếm đã được tìm thấy một tuần lễ sau cuộc bầu cử tại Puerto Rico, một vùng thuộc địa của Hoa Kỳ. Gần 200 thùng chứa đầy những cái lá phiếu vẫn chưa đếm đã được phát hiện tại Puerto Rico. Một tuần sau khi lãnh thổ Hoa Kỳ đã có cuộc tổng tuyển cử, các giới chức của Puerto Rico đã cho biết ngày thứ ba. <laughs> đầu tiên, họ phát hiện những cái thùng này là những cái thùng phiếu chưa đếm. Ban đầu là chỉ là 50 thùng và bây giờ tới 100 thùng. Mà một trong những cái người mà gọi là quan sát viên về bầu cử có tên là Fermin Araiza đã nói với lại tờ New York Times. Tôi đến đó vào buổi sáng thì nó đã có 115 thùng và bây giờ tôi nghĩ là 195 thùng những tồn phiếu chưa đếm này đã được phát hiện trong một cái ống xi măng và trong đó thì cái người mà tân tổ, tân chủ tịch của cái quỹ ban bầu cử có tên là Francisco Rosado cho biết rằng là những cái này những cái tồn phiếu này là được phát hiện một cách bất ngờ. Chúng tôi đang xác nhận và đây là sự đáng tiếc và chúng tôi đang tìm cách để mà đưa lại những cái phiếu này trở lại cái khu vực của nó. Trên 220.000 cái phiếu absentee tức là cái phiếu khiếm diện, đã được nhận ở Puerto Rico trong năm nay. Và thống đốc của Puerto Rico là Wanda Vaque trong tháng 6 đã chấp nhận và cho phép rằng là sẽ có những cái à, à, nhận những lá phiếu bầu sớm và những lá phiếu khiếm diện. Trong đó cho phép những cử tri ai muốn yêu cầu có phiếu khiếm diện thì sẽ nhận được những lá phiếu họ gửi về. Và chính điều này đã dẫn tới tình trạng mà Puerto Rico đã phát hiện ra 200 cái thùng, gần 200 cái thùng phiếu và trong đó những lá phiếu này chưa đếm, đây là một trong những cái phát hiện mới nhất ở Puerto Rico và trong đó có khoảng chừng 500 lá phiếu đã được kiếm ra trong ít nhất một cái thùng, tức là mỗi cái thùng chứa khoảng 500 lá phiếu và bây giờ 200 thùng, quý vị nhân lên là quý vị sẽ thấy được mấy chục ngàn lá phiếu đã bị chưa đếm và trong đó ước lượng là sẽ có rất là nhiều phiếu phải đếm lại và phải được xác minh. Đó là một trong những cái thông báo mới nhất của Puerto Rico, một vùng thuộc địa của Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì các công ty Big Tech đã tìm cách ngăn chặn cái cuộc rally ngày mai của Tổng thống Trump bằng cách ngăn chặn cái sự lan truyền về cái chủ đề của cái cuộc rally ngày mai là Stop the Steel Mark, tức là chấm dứt sự đánh cắp, Đây là một trong những cái uh, hành động mới nhất của những công ty uh, về mạng xã hội tìm cách giới hạn và không để cho người ta lan tỏa những cái thông tin liên quan tới cuộc rally ngày mai. Bản tin cho biết rằng là uh, ngày mai mặc dù rằng có sự kiểm duyệt và có cái sự gọi là ngăn chặn của các công ty mạng xã hội gồm có Twitter và Facebook. Tuy nhiên các nhà tổ chức vẫn tự tin rằng sẽ có hàng trăm ngàn người đổ về Washington DC vào ngày mai để tham gia vào cái cuộc uh, Raleigh mà có cái tên là Stop the Steal, chấm dứt sự đánh cắp. Trong đó thì hàng ngàn người đã email cho nhau và đã gửi tất cả những cái thông điệp những cái thông báo cho nhau thay vì qua mạng xã hội. Mới nhất là công ty Facebook đã ngăn chặn một cái nhóm còn có 350.000 thành viên, trong đó nhóm này có cái tên là Stop the Steal ở trên Facebook và cái trang này đã được lập ra ngay lập tức. Nó đã bị Facebook đóng lại và ngăn chặn không cho nó được hoạt động và ngay sau đó thì những người này đã sử dụng hệ thống email và những cái hệ thống uh, messenger khác để mà thông báo cho nhau về cái việc mà roly ở tại washington dc dường như các công ty mạng xã hội đang đứng về phía của joe biden ngăn cản tất cả những cái gì ủng hộ cho ông trump và đặc biệt là công ty facebook đã đưa ra những cái chính sách rất là nghiêm ngặt và những cái chính sách rất là ngặt nghèo dành cho tất cả những facebooker nào nhắc đến sự gian lận hay là nhắc tới cái việc mà đánh cắp cuộc bầu cử hoặc là có thái độ ủng hộ cho Tổng thống Trump đều bị công ty Facebook kiểm duyệt một cách gắt gao hoặc ít nhất họ gắn cờ, gắn lever ở trên các cái status này. Ngay cả Tổng thống Trump cũng đã bị gắn tất cả những cái status lên và rồi những status này đã được gắn những cái cờ và những đường link và những đường link này lại dẫn tới những tờ báo ta chống Trump tức là những tờ báo thiên tả trong đó đưa ra những cái nhận định sai lạc về cuộc bầu cử bởi vì báo chí không có thẩm quyền khẳng định ai là Tổng thống Hoa Kỳ duy nhất là cơ quan bầu cử và quốc hội cũng như là ở trên tối cao viện là những cơ quan có thẩm quyền để xác minh là ai có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Các cơ quan truyền thông chỉ đưa ra những dự đoán. Tuy nhiên các công ty mạng xã hội lại không dựa trên tất cả những báo cáo chính thức của những cơ quan công quyền của Hoa Kỳ đặt cách về bầu cử mà chỉ dựa trên cái dự đoán của các cơ quan truyền thông. Đây là thái độ rất tiên vị của một số những công ty mạng xã hội và đặc biệt là họ muốn ngăn chặn cái cuộc rally vào cuối tuần này tức là ngày mai của tất cả những người ủng hộ tổng thống trump đó là bản tin liên quan tới à, tình hình của bầu cử ngày hôm nay trong khi đó liên quan tới cái à, cuộc nói chuyện của chiến dịch tranh cử của tổng thống trump thì họ nói rằng người dân hoa kỳ cần phải được à, phải có một cuộc bầu cử công bằng tự do an toàn và an tâm đó là lời phát biểu của tim mottos một trong những à, luật sư cố vấn và là, là một trong những uh, giám đốc của cái chiến dịch tranh cử của tổng thống trump đặc trách về truyền thông và nói rằng đây là cuộc bầu cử mà người dân hoa kỳ cần phải được cái uh, phần của họ đó là sự tự do công bằng an toàn và an tâm đây là một trong những cái phát biểu mới nhất sau khi mà có những cái tố cáo rất nhiều liên quan tới tình trạng gian lận ở một số tiểu bang chiến lược trong đó pennsylvania michigan wisconsin hay là Arizona, kể cả Georgia đều đã bị tố cáo là có tình trạng gian lận dùng phiếu của người chết, dùng tên của người chết để bỏ phiếu hoặc là có những lá phiếu đã bị đếm nhiều lần, thậm chí là phiếu bầu cho ông Trump đã bị tự động thân qua cho Joe Biden ở tại Michigan. Những điều này xảy ra rõ ràng là có những cái sự gian lận rất rõ ràng trong các tiểu bang chiến lược và chính điều này mà chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã lên tiếng và kêu gọi phải có cuộc điều tra toàn diện và xác minh lại tất cả những lá phiếu bầu ở tất cả những tiểu bang chiến lược hoặc là những tiểu bang khác bởi vì người dân Hoa Kỳ cần phải nhận được cái sự công bằng đó đối với lại lá phiếu của họ. Đây là một trong những lời phát biểu mạnh mẽ của chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump sau khi mà đã có những báo cáo liên quan tới gian lận. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì bước qua cái tình hình mà đối ngoại ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết rằng Hoa Kỳ sẽ có những cái hành động đối với việc mà Trung Quốc tìm cách loại từ bốn nhà lập pháp của Hồng Kông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo đã lên án Bắc Kinh gây gắt trong việc mà họ đã thông qua một cái nghị quyết trong đó disqualify tức là vô hiệu hóa cái vị trí của bốn nhà lập pháp của Hồng Kông những người ủng hộ cho phong trào dân chủ bởi vì nói rằng họ vi phạm đạo luật an ninh quốc gia Bắc Kinh đã cản trở cái quyền tự do và cái nền tự do của Hồng Kông. Đó là lời phát biểu của ông Mike Pompeo đưa ra ngày hôm qua. Cái nghị quyết này rõ ràng nó đã vi phạm trầm trọng vào quyền của người Hồng Kông chọn cái người đại diện của họ ở trong cái uh, hội đồng lập pháp căn cứ trên cái bản hiến pháp của Hồng Kông là Basic Law. Và rõ ràng Bắc Kinh đang xúc phạm trầm trọng cái uh, thông cáo chung mà họ đã ký kết với Anh quốc năm 1984. Trong đó là Bắc Kinh bảo đảm cái quyền tự do của người Hồng Kông bảo đảm cái nền tự trị của Hồng Kông trong vòng 50 năm bất biến sau khi mà Hồng Kông trao trả về cho Trung Quốc năm 1997. Ông Pompeo cảnh cáo chúng tôi sẽ buộc trách nhiệm với những kẻ nào có những hành động với chính sách này, trong đó cản trở quyền tự do và quyền tự trị của người Hồng Kông. Dưới cái thỏa thuận thì Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết rằng sẽ cho người Hồng Kông cái basic freedom tức là cái quyền tự do căn bản và không có nhúng vào trong các cái việc mà gọi là bầu cử của người Hồng Kông trong vòng 50 năm sau năm 1997 dưới một cái khung gọi là một quốc gia hai thể chế. Tuy nhiên, trong ngày 11 tháng 11 thì cái quỹ ban của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua một cái nghị quyết trong đó là sẽ loại trừ tất cả những cái ứng những cái nhà lập pháp nào mà họ nói rằng là đã là lợi dụng cái thế lực nước ngoài để mà xen vào chuyện nội bộ của Hồng Kông và trong đó thì họ đã loại trừ ít nhất 4 nhà lập pháp của Hồng Kông bốn nhà lập pháp này là những người ủng hộ cho phong trào dân chủ và bây giờ họ sử dụng cái đạo luật này để loại trừ cái tư thế được dân bầu của bốn nhà lập pháp này ở Hồng Kông các người các người nằm ở trong hội đồng lập pháp của Hồng Kông đều do người dân bầu lên và bây giờ Bắc Kinh sử dụng cái quyền lực của mình để cản trở điều này. Do đó thì phía ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết là sẽ có thể có lê thêm lệnh cấm vận đối với các viên chức của Trung Quốc và Hồng Kông liên quan tới việc mà loại trừ cái tư cách của bốn nhà lập pháp được người dân bầu ở Hồng Kông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hồng Kông ngày hôm nay. Trong khi đó thì Úc lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc là chấm dứt phải chấm dứt cái việc mà xen vào nền dân chủ của Hồng Kông ngoại trưởng của úc là bà marie spay đã chính thức lên tiếng và lưu ý trung quốc về việc mà họ loại trừ bốn nhà lập pháp được người dân bầu ở trong cái hội đồng lập pháp của hồng kông và nói rằng <laughs> trung quốc phải chấm dứt ngay tất cả những cái hành động xen vào nền dân chủ của hồng kông biến chuyển này diễn ra sau khi mà trung quốc đã áp dụng đạo luật an ninh quốc gia cho rằng bốn người này đã có cái đã lâu cấu kết với nước ngoài để xen vào chuyện nội bộ của hồng kông và loại trừ tư cách thành viên lập pháp của bốn người này Úc kêu gọi các giới chức là phải để cho cái hội đồng lập pháp có vai trò riêng của họ bởi vì họ là được người dân bầu lên và chính quyền Bắc Kinh không nên xen vào chuyện của hội đồng lập pháp và phải tôn trọng cái một quốc gia hai thể chế mà họ đã cam kết năm 1984. Bà Peng đã lên tiếng trong ngày 12 Tây và điều này sẽ dẫn đến việc mà chỉ trích của cộng đồng quốc tế trong tình trạng của Hồng Kông hiện nay thì trung quốc đang đối diện với lại cái việc mà lên án gây gắt của úc và hoa kỳ cũng như một số quốc gia trong khối ngũ nhãn kể cả âu châu trong việc họ sử dụng đạo luật an ninh quốc gia để loại trừ cái số thành viên mà ủng hộ cho phong trào dân chủ tại hội đồng lập pháp của hồng kông nơi đây bắc kinh e ngại rằng nếu có tiếp tục những cuộc bầu cử kế tiếp thì phe thân dân chủ sẽ chiếm đa số ở trong cái hội đồng lập pháp của hồng kông và sẽ gây khó khăn cho cái công cụ của họ tức là hành chánh trưởng quan của Hồng Kông là bà Kerry Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Bởi vì Hội đồng lập pháp Hồng Kông bây giờ thì do, do phía thân Bắc Kinh chiếm 43 ghế đa số. Tuy nhiên, bởi vì e ngại lo sợ bị thua, Carrie Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã quyết định dời cuộc bầu cử lại một năm sau và điều này đã dẫn đến sự phẫn nộ của người dân Hồng Kông, tước đoạt cái quyền bầu cử của người dân Hồng Kông nhân danh đại dịch. Và bây giờ, Bắc Kinh lại lo ngại rằng những nhà lập pháp này sẽ có cái khối phiếu đa thiểu số nhưng mà à, chiếm được hơn quá bán À, tức là chiếm được gần quá bán à, gần phân nửa thì sẽ không có ta thúc đẩy được những cái lợi cái đạo luật có lợi cho Bắc Kinh. Do đó Bắc Kinh tìm cách loại trừ một số người ra để khiến cho phe thiểu số thấp hơn và phe đa số của Kerry Lâm Trịnh người Nga có thể chiếm được 2/3 khối phiếu để thông qua những đạo luật có lợi cho Bắc Kinh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hồng Kông ngày hôm nay. Trong khi đó, Đài Loan đã lên tiếng cảm ơn ngoại trưởng Hoa Kỳ ủng hộ và Bộ ngoại giao Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Loan để đáp lại với cái lời phát biểu của ngoại trưởng Mike Pompeo trong cuộc phỏng vấn trên radio ngày thứ năm à, à, văn phòng của tổng thống Đài Loan đã đưa ra một cái lời cảm ơn ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã xác nhận cái chủ quyền và sự độc lập của Đài Loan trong cuộc phỏng vấn với lại một cái chương trình gọi là Hush Howick Show ở trên cái đài radio thì à, khi mà thảo luận về cái quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc và khi được hỏi Bắc Kinh dự tính là sẽ sử dụng vũ lực đánh chiếm Đài Loan thì ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết, ông thừa nhận Đài Loan và nói rằng Đài Loan không phải là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Đài Loan không phải một phần lãnh thổ của Trung Quốc và nó đã được thừa nhận và đã làm việc từ cái thời của chính quyền của ông Ronald Reagan và lúc đó đã lay out tức là đã có một cái chính sách là Hoa Kỳ cần phải biết rõ và nó đã trải qua 3 thập niên qua và ông nói rằng cả Đảng dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa đều có một cái quan điểm tương tự trong cái việc mà đồng ý về cái việc bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan. Phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Đài Loan là Xavier Chan trong ngày thứ sáu lên tiếng nói rằng rất trân trọng và cám ơn sự tôn trọng của Ngoại trưởng Hoa Kỳ đối với hơn 23 triệu dân Đài Loan, nền độc lập và chủ quyền của Đài Loan và Đài Loan chúng tôi không phải là một phần của Trung Quốc. Đây là lời đáp ứng của một vị Ngoại... một nhân vật nằm trong phủ tổng thống của bà Thái Anh Văn và đã cảm ơn lời phát biểu của lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo khẳng định là Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc là một quốc gia độc lập có chủ quyền đó là một trong những cái phản ứng mới nhất sau khi mà có những cái câu hỏi liên quan tới Đài Loan. Trong khi đó thì tổ chức Y tế Thế giới lại nhân danh rằng là sợ rằng các có các cái cuộc tấn công không gian mạng nhắm vào họ khi mà họ kiểm duyệt các cái chữ Đài Loan ở trên cái trang Facebook của họ tổ chức y tế thế giới đã đưa ra một cái lý, lo, lý do được xem là rất vớ vẩn là đề phòng các cuộc tấn công không gian mạng do đó những cái chữ nào mà liên quan tới đài loan đều bị à, xóa bỏ và đều bị kiểm duyệt chặt chẽ trên trang facebook này à, trong khi đó thì à, những người đài loan đã vận động và kể cả cộng đồng quốc tế đã vận động cho đài loan có cái phần à, tham dự ở trong cái đại hội đồng y tế thế giới nhưng đã bị ngăn chặn bởi tổ chức y tế thế giới họ vẫn tiếp tục đi theo cái khuynh hướng của bắc kinh là ngăn chặn sự tham dự của đài loan không những như vậy trên trang facebook của họ trong mấy ngày qua bất cứ một ai đánh chữ taiwan đều bị xóa bỏ và bị kiểm duyệt rất gắt gao trên trang facebook này sau khi có sự khiếu nại và sau khi có sự lên án và chỉ trích của một số chính trị gia trên thế giới thì tổ chức y tế thế giới đã viện cớ là vì à, chống lại cái cuộc tấn công không gian mạng. Do đó những cái chữ mà nhạy cảm liên quan tới Trung Quốc và Đài Loan đều bị xóa bỏ bởi vì họ sợ rằng trang của họ sẽ bị à, cyber attack tức là sẽ bị à, à, các cái tin tặc tấn công. Đây là một trong những cái lý do mà tổ chức y tế thế giới đưa ra nhằm biện minh cho việc xóa bỏ chữ Đài Loan trên trang Facebook của họ và điều này đã dẫn tới sự nổi giận và bất mãn của người dân Đài Loan và đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn à, tiếp tục có những cái hành động được xem là đứng về phía của Trung Quốc. Trong khi đó, thì Trung Quốc lại lên tiếng tố cáo Anh đã xen vào chuyện nội bộ của mình sau khi mà Anh đã lưu ý Trung Quốc trong vấn đề mà đã xen vào chuyện của Hồng Kông. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng và cho rằng Anh đã xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc sau khi mà Anh à, Bộ ngoại giao Anh đã lên án trong cái việc mà Trung Quốc tìm cách loại trừ 4 thành viên ở Hội đồng lập pháp thuộc phe dân chủ ở trong cái nghị viện của hồng kông à, bắc kinh đã, đã nói rằng họ cho cái chính quyền hồng kông cái quyền để có thể xóa bỏ các cái uh, tư thế của những nhà lập pháp căn cứ trên đạo luật an ninh quốc gia đây là một trong những cái đạo luật mà bắc kinh đã áp dụng lên hồng kông và sử dụng đạo luật này để loại trừ những ai có tiếng nói khác biệt với nhà nước cộng sản trung quốc ở trong hội đồng lập pháp và ngay sau đó thì ngoại trưởng của Anh là ông Dominic Raab ngày thứ năm đã lên tiếng và nói rằng Trung Quốc đã vi phạm trầm trọng thỏa ước với Anh và đã vi phạm trầm trọng cái là cái sự ký kết của mình trong cái hiến chương của Liên Hợp Quốc trong việc mà Trung Quốc đã có uh, xâm phạm vào cái quyền tự do dân chủ của người Hồng Kông. Ngay sau đó Bắc Kinh đã phản ứng và tuyên bố rằng sẽ có hành động trừng phạt đối với nước Anh nếu như anh không rút lại những cái lời chỉ trích và xen vào chuyện của Hồng Kông. Đây là lời đe dọa của Bắc Kinh đối với anh sau khi mà anh đã lưu ý và ông ngoại trưởng Dominic Raab đã lên án việc Trung Quốc tìm cách sử dụng đạo luật an ninh quốc gia để loại trừ những người mà có quan điểm khác biệt với họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của anh ngày hôm nay và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua phần đọc comment và thảo luận, cho phép phong đưa một vài cái thông báo. Thông báo thứ nhất, ngày mai thứ Bảy ở Washington DC, 14 tây, sẽ là một cuộc rally Stop the steel ở tại Washington DC. Với những người ủng hộ cho Tổng thống Trump và kêu gọi sự chú ý trên toàn quốc về tình trạng gian lận phiếu bầu và trả lại sự bầu cử công bằng, minh bạch cho người dân Hoa Kỳ. Nếu những quý vị nào mà ở khu vực gần Washington DC hoặc là quý vị đang có dịp về Washington DC trong tuần lễ này và trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, mong rằng tất cả khán thính giả của Việt Nam của chúng ta nhất nhất là những cử tri người Mỹ gốc Việt sẽ tham gia đông đảo cuộc rally này để mà nói lên tiếng nói của chúng ta về một cuộc bầu cử công bằng, minh bạch và không có gian lận. Đó là một trong những cái thông báo mới nhất. Và ngày mai À, ngày chủ nhật tuần này thì tại thành phố Houston chúng tôi buổi sáng chín giờ rưỡi sáng sẽ có một cuộc à, rally cầu nguyện cho tổng thống Trump lúc chín giờ rưỡi sáng tại à, khu vực Hồng Công 4 nằm trên đường Bel Air, chung gần như là trung tâm của người Việt ở tại đây bên cạnh đó thì buổi chiều chúng tôi sẽ có một bữa tiệc stand by Trump do các nghệ sĩ và một số anh em ủng hộ cho tổng thống Trump tổ chức mục đích là để à, ủng hộ tinh thần cho tổng thống Donald Trump cũng như chúng tôi sẽ có dịp hướng dẫn cho quý vị đóng góp thẳng vào cái quỹ gà pháp lý của tổng thống Trump. Nếu quý vị không biết cách đóng góp thì tại chỗ chúng tôi cũng hướng dẫn cho quý vị vào thẳng cái trang web quỹ đóng góp của tổng thống Trump à, chiến dịch tranh cử hay là chiến dịch bảo vệ pháp lý của tổng thống Trump để quý vị tự mình bỏ vào trong đó. Đây là cái thông báo thứ hai. À, và hy vọng rằng tất cả khán thính giả và những cử tri gốc Việt cũng như những người ủng hộ cho tổng thống Trump tại Hoa Kỳ sẽ cùng tham gia vào tất cả những cái event vào cuối tuần này đó là cái thông báo của vòng và bây giờ thì bắt đầu chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha ok rồi bây giờ trước hết là bây giờ bên facebook nè à wow à thằng trung quốc gì đây cảnh cáo đầy trời đang đợi ông trump cảnh cáo ok thật sự các bạn trung quốc luôn luôn lên tiếng phản ứng và quý vị thấy chưa trung quốc rất là hẹp hòi. trước đó mấy ngày thì bà bắc kinh tuyên bố rằng là họ sẽ không chúc mừng cho Joe Biden cho tới khi nào có được cái kết quả về pháp lý một cách rõ ràng. Trước đó mấy ngày Trung Quốc nói như vậy. Nhưng quý vị, ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua khi Tổng thống Trump ký sắc luật là cấm tất cả các công ty Hoa Kỳ đầu tư vào các công ty của Trung Quốc ở tại Trung Quốc thì ngay lập tức sáng ngày hôm nay Bộ ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chúc mừng cho Joe Biden. Các bạn thấy chưa? Ông Trump chỉ mới thử một chiêu thôi là công Trung Quốc lòi cái mặt liền họ chịu không nổi sáng trưa ngày hôm qua tổng thống trump ký xác lệnh đó thì sáng ngày hôm nay là trung quốc ngay lập tức lên tiếng chúc mừng joe biden các bạn thấy ông trump đưa mới có một chiêu thôi là trung quốc lòi ngay bản chất nha ok rồi tiếp tục à wow có tình đó tôi vừa nói với các bạn không phải tập cận bình mà bộ ngoại giao của trung quốc trước đó thì họ lên tiếng bây giờ thì họ nói ngược nha các bạn rồi tiếp tục nè à, tổng thống Thái anh Văn thủ tướng Anh nghe Trung Quốc hăm dọa chắc sợ lắm rồi tôi không biết nhưng mà bà ông này thì rất là nhu nhược với Trung Quốc nha các bạn và ngày hôm qua tôi cũng có cái tin đó 117 công ty của anh trong 10 năm qua đã bị Trung Quốc thu mua do đó cái nền kinh tế của anh một phần nào bị nắm xương sống rồi do đó ông Boris Johnson đâu có dám mạnh mẽ với Trung Quốc đâu các bạn và điều này cho các bạn thấy khi mà Trung Quốc nó nắm nền kinh tế của quý vị nó thao túng cái nền chính trị của quý vị và nó cản trở và nó bịt miệng quý vị như thế nào thì quý vị đã thấy ok đó là sự nguy hiểm của bắc kinh trong khi đó hoa kỳ nắm vị trí lãnh đạo trên thế giới suốt bao nhiêu năm không bao giờ sử dụng cái tư thế này để uy hiếp những quốc gia khác còn bắc kinh thì họ sử dụng tất cả những cái quyền lực của họ để uy hiếp và đó là lý do tại sao mà ông trump cần phải cứng rắn với trung quốc để ngăn chặn cái sự gọi là uy hiếp này của bắc kinh nha rồi tiếp tục à, các xác lệnh của trump có bị thay đổi nếu joe biden làm tổng thống không ạ à? Trên nguyên tắc thì Joe Biden tuyên bố rằng sẽ xóa bỏ tất cả những chính sách của Tổng thống Trump Nếu ông ta làm Tổng thống Đó là cái lời tuyên bố của Joe Biden nha các bạn Nếu Mỹ phát hiện các công ty của Anh hợp tác với Trung Cộng Mỹ có cấm vận các công ty đó không anh Tùy theo hợp tác về cái gì Nếu như hợp tác với những công ty đã bị Hoa Kỳ cấm vận Thì chắc chắn những công ty đó sẽ bị liên hệ Còn nếu như họ hợp tác với những công ty chưa bị cấm vận Thì điều đó không có, không có sao cả nha các bạn rồi, à, hoa wow. hồng phải nói tiệc chúc mừng này là tiệc chủ nhật này là chúc mừng tổng thống trump các bạn có thể nghĩ như vậy nhưng mà chúng tôi vẫn với cái tinh thần là à, vì cái kết quả chưa có được xác định chúng ta có thể tin rằng tổng thống trump chiến thắng nhưng mà chúng ta không thể khẳng định ở trên mặt public do đó chúng tôi gọi cái tiệc này là tiệc stand by trump một cái nó nó ý nghĩa và nó gần gũi hơn nha các bạn rồi tiếp tục à sau nhiệm kỳ hai tổng thống trump xong đảng cộng hòa có thể làm tổng thống nữa không anh vì theo em biết hai nhiệm kỳ thì phải thay đổi. không phải không phải là cái đó là luật đâu luật đâu có đâu có cao cấm một đảng nào tranh cử có điều người dân mỹ thôi thông thường người dân mỹ họ chọn chứ không phải là luật nào cấm hết một đảng có thể tranh cử cả trăm lần cũng không sao cả dù xong hai nhiệm kỳ rồi muốn tranh cử tiếp cũng được nữa nhưng người dân mỹ sự lựa chọn của họ sau khi mà họ đã có một cái thật sự thì đã có một giai đoạn đảng Cộng Hòa nắm được 3 nhiệm kỳ. Đó là giai đoạn của cố Tổng thống Ronald Reagan và Tổng thống Bush cha. Từ năm 1980 đến năm 1992, 12 năm đảng Cộng Hòa cầm quyền. Thì kể từ sau đó, thì người dân Mỹ dường như họ thay đổi. Và họ không muốn một đảng cầm quyền quá lâu. Do đó cứ sau hai nhiệm kỳ, thì họ lại có khuynh hướng đổi Tổng thống qua một cái đảng khác. Để có một cái chính sách khác đại khái như vậy. Chứ không phải là luật, luật thì có cho phép hết quý vị có thể một đảng tranh cử cả trăm lần cũng chả sao cả nha ok rồi tiếp tục à wow lướt qua những cái ông trump đảo ngược chiến thắng cho biden các nguyên tử quốc gia đã gửi điện chúc mừng sẽ nghĩ sao ta thật sự các bạn bây giờ chúng ta chờ vào trong cái cái cuộc gọi là cuộc chiến pháp lý này mà tôi tin rằng cuộc chiến pháp lý này tổng thống trăm thắng Thứ nhất là bây giờ sơ sơ tôi đếm là ông Trump đã được 268 cử tri đoàn. Bây giờ chỉ còn lại cuộc chiến pháp lý quan trọng ở Arizona, ở Wisconsin và ở Michigan thôi. Trong ba tiểu bang này chỉ cần ông Trump thắng một tiểu bang là ông thắng ghế tổng thống. Tại sao tôi nói 268? 26, bây giờ cứ cho ông nguyên tắc là 214 đi. Carolina ông Trump đã thắng, ông Trump coi như thắng xiền rồi là 15 cử tri đoàn. Đếm phiếu ngược lại bằng tay ở Georgia sẽ dẫn tới chiến thắng cho tổng thống Trump. Bởi vì cuộc đếm phiếu này nó sẽ loại trừ tất cả những cái phiếu bất hợp pháp Và tại đây trên nguyên tắc thì Joe Biden dẫn trước 14.000 phiếu Nhưng mà chắc chắn rằng là phiếu giả phiếu lậu nó lên cả trăm ngàn phiếu lận Do đó ông Trump cái việc mà ông thắng ở Georgia rất là cao Thì 15 với 16 của Georgia là 31 Nếu như mà phía tối cao pháp viện mà dismiss cái xác lệnh trước đó của tiểu bang Pennsylvania cho phép gia, gia hạn đếm phiếu và nhận phiếu sau ngày bầu cử đó thì coi như là 20 cử tri đoàn này sẽ thuộc về Tổng thống Trump. Mà tôi dự đoán là tối cao pháp viện sẽ làm như vậy. Bởi vì cái quỹ ban bầu cử và cái xác lệnh của tiểu bang đã vi hiến. Vi hiến chỗ nào? Là cái xác lệnh mà cho phép xin được dời cái ngày thời hạn chót của ngày bầu cử đó. Cái đó không được. Cái đó là thuộc thẩm quyền của liên bang. Không ai được phép dời cái thời hạn chót của cái ngày nhận phiếu trên toàn quốc hết. Cái đó thuộc thẩm quyền của liên bang. Tiểu bang Pennsylvania tự ý dời cái ngày chót tức là thay, thay vì ngày Ba tây 8 giờ tối đóng cửa là thời hạn chót, bây giờ họ dời thêm 3 ngày nữa. Có nghĩa là đã vi phạm vào hiến pháp rồi. Do đó, tôi tin rằng là cái uh, Pennsylvania tổng thống Trump sẽ thắng cái đơn đó thì cộng thêm 20 cử tri đoàn nữa là 51 cử tri đoàn rồi. Cộng thêm ông thắng Alaska 3 cử tri đoàn là 54. 54 với 214 là 268 rồi. Do đó, bây giờ cuộc chiến pháp lý mình phải tập trung vào Arizona. Michigan và Wisconsin, đặc biệt là ở Michigan. Michigan là cái bãi chiến trường mà tổng thống Trump có hội thắng cao nhất. Mặc dù ông bị gác rất nhiều phiếu, nhưng mà tiểu bang này là cái tiểu bang phiếu giả, phiếu lậu nhiều nhất, nhiều nhất. Do đó, Michigan có thể tổng thống Trump nếu mà thắng được pháp lý, thì ông sẽ thắng ở đây. Hay là Wisconsin? Wisconsin thì rất là sát nút, tức là cái mức chênh lệch của ông và ông Joe rất sát nút. Nếu tái đếm phiếu lại, Wisconsin cũng có thể thắng, nha. Yeah ba tiểu bang arizona wisconsin và michigan chỉ cần một trong ba tiểu bang này mà tổng thống trump thắng là coi như ông thắng gây tổng thống nha các bạn rồi tiếp tục à wow. nếu ông trump lên nhiệm kỳ hai ông có xử bên truyền thông không ạ à? em thấy truyền thông mỹ theo đảng dân chủ không ạ à? Ông không có xử truyền thông nhưng mà ông sẽ mở đường cho người dân xử truyền thông đó là sẽ tháo gỡ tất cả những cái đạo luật bảo vệ cho truyền thông trước đây để người dân có thể khởi kiện nếu truyền thông làm bậy thì ông sẽ tháo gỡ những cái đạo luật này ra, ông hủy bỏ những cái đạo luật này vốn đã có từ thập niên 90, thập niên 70 thì bây giờ nó sẽ bị hủy bỏ và khi hủy bỏ như vậy người dân có quyền kiện những cơ quan truyền thông nếu như họ cảm thấy những cơ quan truyền thông này làm bậy thì lúc đó những cơ quan truyền thông này không còn cái sự bảo vệ nữa thì họ phải đối diện với những đơn kiện của những người dân ông Trâm không có cái khả năng để mà trừng phạt ai cả tại vì đối với truyền thông là để tư là cái uh, quyền tự do ngôn luận mà do đó ổng không làm gì được hết nó nằm nằm trong cái tu chính đáng số 1 có điều ổng sẽ tháo gỡ những cái luật bảo vệ cho họ để cho họ bị khởi kiện bởi người dân thì có nha các bạn rồi tiếp tục à mọi chi tiết xét, xét xử vụ uh, chi phí xét xử vụ án thu bầu cử bên thu cuộc phải chịu không anh phong đúng tất cả các chi phí về đếm phiếu lại hay khởi kiện trên tòa là bên nào mà đưa đơn kiện hoặc yêu cầu đếm phiếu đều phải chịu toàn bộ chi phí này hết. Nó không đụng tới một sen tiền của người dân. Ví dụ như ông Trump kia yêu cầu đếm phiếu ở Georgia thì toàn bộ chi phí đếm phiếu này sẽ do cái quỹ ban tranh cử của tổng thống Trump phải trả tiền. Và yêu cầu cởi khởi kiện ở tại Pennsylvania, ở Michigan ở Wisconsin thì tất cả những chi phí về cái đơn kiện này là cái chiến dịch tranh cử của tổng thống trump phải trả tiền và không thể đụng tới một đồng một sen nào của tiền thuế của dân đó là luật bầu cử ứng cử viên nào mà muốn khiếu kiện hay là muốn đếm phiếu là phải tự mình bỏ ra tiền ra nha các bạn đó là luật của bên mỹ nha rồi tiếp tục à wow đẩy lên cá nhiều à luật sư công ty luật rút khỏi chiến dịch pháp lý quan còn... tâm còn tôi không biết thông tin này đã đâu ra bây giờ đang có 1050 luật sư đã đồng ý tham gia vào chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump vậy thì cho tôi biết công ty luật nào rút ra đây đang có 1050 luật sư để sẵn sàng để làm việc trong các cái cuộc cái đơn kiện ở cái chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump vậy thì các bạn nói cho tôi biết đi công ty luật nào rút ra ok rồi tiếp tục à... wow vụ tổng thống trump ký xác lệnh khẩn cấp quốc gia có tật Công anh và nó có ý nghĩa gì đó là cái xác luật mà tổng thống trump mới ký ban hành lệnh khẩn cấp quốc gia về tình trạng mà sử dụng vũ khí giết người hàng loạt tức gọi là max destruction weapon thì đây là một trong những cái xác lệnh mà ổng ký ra là báo động đặc sẽ có thể có những người sử dụng cái loại vũ khí giết người hàng loạt để gây hại cho công chúng và điều này nó đe dọa tới an ninh quốc gia và nó đã được bên cơ quan tình báo của hoa kỳ cũng như là cơ quan an ninh nội địa báo cho tổng thống trump và nó ở tình trạng khẩn cấp do đó tổng thống ký cái xác luật là à, à, nó gọi là national emergency để mà bảo vệ cho người dân thì tại vì nó có những cái thông tin từ cái các cơ quan tình báo và cơ quan an ninh nội địa nha các bạn rồi tiếp tục wow nếu đếm phiếu lại ông trump muốn à, chứng minh người gian lận sẽ đi tù xác minh được bầu cử gian lận không có nghĩa là chứng minh được người nào gian lận yes có nghĩa là mình chỉ chứng minh cái khối phiếu gian lận mà thôi để loại trừ những khối phiếu gian lận ra còn cái người nào gian lận thì do bộ tư pháp điều tra nó không nằm trong cái uh, ngữ cảnh của cuộc bầu cử nữa cái đó là quyền của bộ tư pháp họ quyết định có truy tố những người đó hay không và họ điều tra thì cái đó là quyền của bộ tư pháp tổng thống trump không có xen vào và chiến dịch tranh cử của ông không có xen vào chiến dịch tranh cử của tổng thống trump chỉ loại trừ những lá phiếu bất hợp pháp những lá phiếu gian lận ra để mà cái cuộc bầu cử được minh bạch mà thôi và nó công bằng và minh bạch mà thôi do đó các bạn phải hiểu hai chuyện khác nhau cái chuyện truy tố những kẻ gian lận là công việc của bộ tư pháp còn chiến dịch tranh cử của tổng thống trump sử dụng pháp lý là để loại trừ tất cả những lá phiếu không hợp pháp những lá phiếu bất hợp pháp ra khỏi cái cuộc đếm phiếu nha các bạn phải hiểu rõ chuyện này rồi tiếp tục à wow Mỹ chứ không phải cộng sản yên tâm đâu không có chuyện xảy ra ok rồi không biết bạn nói về cái gì đây ok à tôi là fan trăm hôm nay hoang mang khi đức giáo hoàng chúc mừng cho, trung quốc và, và chúc mừng cho biden trung quốc cũng chúc mừng cho biden việc trung quốc chúc mừng cho joe biden tôi đã nói quý vị rồi còn việc mà bên tòa thánh tôi đã nói trước trước khi bầu cử rồi khi mà ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo ghé và tòa thánh từ chối gặp ông mike pompeo rồi thứ hai nữa là từ chối không lên án trung quốc đàn áp nhân quyền nội cái này không chúng ta đã thấy được quan điểm của tòa thánh muốn đứng về phía ai rồi quý vị ok do đó cái chuyện đó không bình thường và bây giờ đảng dân chủ và cái đám truyền thông cánh tả nó đi vận động khắp nơi để chúc mừng cho Joe bên để tạo thế cho cho bên tôi đã nói quý vị trước rồi chứ không phải chưa nói tôi đã nói với quý vị trước rồi còn riêng trung quốc hôm trước trung quốc đã tuyên bố là không có cái cuộc không có thừa nhận cho tới khi nào mà cái vấn đề pháp lý được giải quyết nhưng tại sao bữa nay trung quốc trả lời bởi vì cái xác lệnh ngày hôm qua của tổng thống trump ông cấm cửa các công ty hoa kỳ đầu tư vào các công ty của trung quốc điều này làm cho trung quốc bực mình và trả đũa ông trump đơn giản vậy thôi nha các bạn rồi à tiếp tục các phương tiện truyền thông đồng loạt tẩy chay hay cố tình không nêu quan điểm của tổng thống trump thì người ủng hộ nắm được thông tin của anh được chứ bởi vì có rất nhiều cách tổng thống trump đưa những cái tin tức đó cho những người ủng hộ của ông qua nhiều thứ lắm ok tại không phải chỉ có mạng xã hội không nó còn những cái blog nó còn những cái web nó còn những cái app mà ủng hộ trong Trump nữa và họ thông qua những cái cái này họ vẫn có thể tiếp cận được những cái tin tức mà tổng thống trump đưa ra nha yeah. ok rồi tiếp tục wow Bên Facebook còn gì nữa không? Nếu đếm phiếu lại thì tầm bao lâu mới kết quả chưa biết được, tùy theo mỗi tiểu bang và tùy theo khối phiếu của mỗi tiểu bang. Ví dụ như là ở Georgia đó thì họ cho đếm phiếu lại bằng tay. Thì với 5 triệu phiếu như vậy đó thì họ nói rằng có thể kéo dài một tuần lễ hoặc hơn một tuần lễ. Đó là cái cái lời tiên đoán của cái quỹ ban bầu cử ở tại Georgia tùy theo mỗi tiểu bang nha các bạn. Rồi nếu như chủ tọa của tòa án pháp lý quốc tế người Trung Quốc bà ta lên ảnh à, lên ảnh hưởng gì tổng thống Trump không anh phong em không biết tiếng anh để viết tên của bà ta bây giờ thật sự các bạn Trung Quốc đã nằm trong cái uh, tòa công lý của Liên hiệp quốc Trung Quốc đã có một ghế trong đây rồi và điều này chỉ làm cho chúng ta thấy rõ cái cơ chế Liên quốc bại liệt và do đó chúng ta cần tổng thống Trump thắng lại cái uh, ghế tổng thống này bởi vì ông sẽ có những cái thái độ cương quyết hơn để chấm dứt những cái sự thao túng của Trung Quốc trong các định chế thế giới. So với Joe Biden, Joe Biden sẽ đi thỏa hiệp với các quốc gia khác và Joe Biden vẫn để cho Trung Quốc ngồi ở Hội đồng Nhân quyền, ở Tòa Công lý và coi như là xong. Chúng ta không làm gì được hết. Còn nếu như ông Trump lên, ông sẽ dùng tất cả những áp lực buộc cái cơ chế của Liên Hợp Quốc và WTO là phải cải tổ lại. Không thể nào một quốc gia vi phạm nhân quyền nhất thế giới ngồi trong chức uh, Hội đồng Nhân quyền và cũng không thể nào một quốc gia bức hại người dân, à, vi phạm à, ăn cắp những cái sản phẩm trí tuệ lại ngồi vào ghế chánh lại ngồi vào ghế của cái à, tòa công lý của liên hiệp quốc. Cái điều này impossible. Cái điều này impossible. Rõ ràng Bắc Kinh đã thao túng toàn bộ những cái định chế này. Do đó ông chỉ có ông Trump, ông cứng rắn thì mới thay đổi được, còn nếu bây giờ bà Joe Biden lên tôi bảo đảm với quý vị, Hoa Kỳ thất thế hết. Hoa Kỳ sẽ thất thế hết, không làm gì được hết. Với cái thái độ thỏa hiệp của Joe Biden, sẵn sàng thỏa hiệp cho bất cứ điều gì có lợi cho vị thế của ông ta và có và đảng của ông ta thôi. Ông ta không quan tâm tới cái tư thế của đất nước Hoa Kỳ. Ông ta không quan tâm tới cái khát vọng của người dân Hoa Kỳ. Ông ta chỉ quan tâm tới quyền lợi của đảng phái và cái chính trị cá nhân của ông ta. Do đó ông ta sẵn sàng thỏa hiệp bất cứ điều gì. Chính vì vậy mà tại sao lần này chúng ta mong cái cuộc chiến pháp lý nó đi tới một cái kết quả mà chúng ta mong muốn là Tổng thống Trump phải thắng lại cái ghế Tổng thống trong nhiệm kỳ tới. Còn nếu không, nước Mỹ sẽ nằm trong tình trạng rất nguy hiểm trong những năm tới, dưới cái triều đại của Joe Biden. Tại vì 8 năm đã chứng minh sự yếu kém của Joe Biden trong cái uh, ghế phó Tổng thống dưới thời Obama. Và bây giờ thêm 4 năm nữa thì quý vị nghĩ rằng nước Mỹ sẽ đi về đâu nha, ok? Rồi tiếp tục, à wow! Georgia sẽ là chìa khóa mở ra tất cả, không phải Georgia. Georgia chỉ giúp cho Tổng thống Trump đạt được tới 268 cử tri đoàn. Bây giờ cái điều mà tôi thấy là quan tâm nhất là Michigan và Wisconsin. Hai nơi này phải lấy lại một nơi thì Tổng thống Trump thắng. Và tôi tin rằng hai nơi này Tổng thống Trump sẽ thắng về mặt trận pháp lý. Bởi vì tình trạng gian lận ở hai nơi này rất nhiều, đặc biệt là ở Michigan. Sử dụng một cái như liệu mà nó chuyển đổi 6.000 cái lá phiếu của Tổng thống Trump qua cho Joe Biden. Và cái nhu liệu này lại dùng trên 47 quận ở tại Michigan. Rồi chưa kể ở thành phố Detroit là cái bà mà IT đã tố cáo một lá phiếu tới đếm tới 4 năm lần. Những cái trò này đã được phanh phui ở tại uh, Michigan Detroit. Và tôi nghĩ rằng về cuộc chiến pháp lý, tổng thống Trump sẽ thắng ở hai nơi. Thứ nhất là Pennsylvania, thứ hai là Michigan. Mà nếu thắng hai nơi này về pháp lý coi như tổng thống Trump đã thắng toàn bộ, tại vì ở Michigan là 16 cử tri đoàn. Một 268 cộng với 16 là Tổng thống Trump đã được 284 cử tri đoàn. Do đó, bây giờ ông là 268. Nếu mà căn cứ trên những cái dự đoán của tôi là thắng pháp lý ở Pennsylvania, thắng ở North Carolina và Alaska, ông đã thắng rồi. Bây giờ đếm phiếu bằng tay lại thì sẽ thắng ở Georgia. Mà nếu thắng ở Georgia thì Tổng thống Trump tổng cộng đã có được 268 cử tri đoàn. Và bây giờ cái cuộc chiến pháp lý ở Michigan và ở Wisconsin, rất quan trọng. Do đó, chỉ cần lấy một trong hai cái chỗ này, nếu lấy ở Michigan thì ổng được 284, nếu lấy ở Wisconsin thì ổng được 278, cũng thắng luôn. Do đó các bạn, cuộc chiến pháp lý rất quan trọng nha. Ok. Rồi tiếp tục. vào wow, cảm ơn Sony Cao đã ủng hộ cho channel của Phong. Ok, cảm ơn rất là nhiều. À Michigan sẽ không uh, gì đây sẽ bỏ không tính à, tổng thống trăm hai trăm sáu mươi tám phiếu là dù gọi là winner cái gì rồi anh phong nếu mà mình tính michigan thì coi như là tổng thống nếu không tính michigan thì tổng thống trăm chỉ có hai trăm sáu mươi tám thôi cần nhất là hai trăm bảy mươi ok hai trăm sáu mươi chín là bằng nhau hai trăm sáu mươi tám là con số mà ông ông Trump đạt được tại sao bây giờ là trên nguyên tắc này mình cứ tính theo cái kiểu của cái đám truyền thông cánh tả đi ông đang có hai trăm mười bốn bây giờ north carolina Georgia là 31 cộng với lại 20 của à, 20 cử tri đoàn của Pennsylvania là 51 cộng 3 cử tri đoàn của Alaska là 54 54 với 14 là 268 thôi Ok do đó phải thắng ở Michigan à, ở Wisconsin và Michigan một trong hai nơi này mà hai này thì thắng không phải là đếm phiếu mà thắng về cuộc chiến pháp lý loại trừ tất cả những cái phiếu gian lận phiếu người chết phiếu bầu hai ba lần loại ra hết thì tổng thống Trump sẽ thắng. Nếu như tối cao pháp viện ra lệnh kiểm tái kiểm phiếu lại và loại trừ tất cả những cái phiếu bất hợp pháp ra thì tôi chắc chắn là tổng thống Trump thắng luôn cả hai tiểu bang này luôn. Nhưng mà vấn đề bây giờ vấn đề pháp lý là nằm ở tối cao pháp viện có cho phép tái kiểm phiếu bằng tay giống như là chọt à, xa hay không. Nếu kiểm phiếu bằng tay giống như chọt xa thì tôi bảo đảm Joe Biden không có cửa đâu các bạn nha. Rồi tiếp tục. Wow. À Wow, à, theo tôi nghĩ đây là cái chiêu của Tổng thống Trump để hốt trọn bên trong và bên ngoài nước Mỹ vì em nghĩ ông Trump biết trước sự việc xảy ra rất nể cho ông căng cản được. Chưa chắc. Tại vì tôi đã nói các bạn, ma cao một thước, đạo cao một trượng Mình càng đề phòng như bao nhiêu thì những kẻ gian manh họ vẫn tìm cách luồn lách tinh vi bấy nhiêu Chưa chắc Tổng thống Trump đã dự đoán, dự đoán được hết những cái trò lương lẹo Nếu dự, ông đã biết được cái trò lương lẹo từ mấy tháng, từ 8 tháng trước là đảng dân chủ đảng dân chủ đã sử dụng cái đại dịch này để mà tìm cách bầu phiếu gian lận bằng cách vote by mail rồi ông trump đã phản đối gây gắt hồi tháng 4 tháng 5 rồi quý vị thấy chưa thì khi mà nó tung hỏa mù như vậy thì nó lại cho sử dụng cái nhu liệu mà cái nhu liệu này thì bây giờ nó đổ thừa là do con người làm sai chứ không phải do nhu liệu thì bây giờ chúng ta chờ xem coi cái nhu liệu dominion voting system này nó như thế nào nhưng mà một trong những cái điều mà ngày hôm qua tôi có đưa cho cái vị cái bài phân tích của một chuyên gia đó, tại sao lại cho phép nhân viên có thể nhiêu điều chỉnh, tức là điều chỉnh một cách bằng bằng menu bằng tức là điều chỉnh một cách không phải là tự động đó mà tự mình có thể điều chỉnh tất cả mọi thứ đó. Thì điều này nó gây sự nguy hiểm cho sự gian lận. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là vote by mail, quý vị thấy không? Phiếu người chết được ghi danh vào tháng 9 và có mặt trên lá phiếu vào tháng 11 mà những người đã chết từ lâu rồi đó vote by mail là cái sự gian lận ông trump đã phản đối rất là nhiều nhưng mà sao đảng dân chủ lấp liếm họ tìm cách cứ đem họ làm họ thổi họ nhờ truyền thông thổi phòng cái đại dịch tùm lum tá la làm cho công chúng sợ để mà lấy để mà họ yêu cầu gửi phiếu by mail rồi gửi phiếu by mail các bạn tại sao các bạn chất là như vậy thứ nhất là sự gian lận rất rõ ràng thứ hai xưa nay cái đám trẻ nó ủng hộ cho đảng dân chủ nhưng nó làm biến đi bầu Bây giờ ngồi nhà bầu điền phiếu đi thì nó ok tôi ký tên là muốn làm gì làm Muốn bầu ai bầu đi tôi ký cái lá tên lá phiếu rồi đó Ông quý vị muốn bầu ai bầu đi Thì nó làm Nhưng mà biểu nó dát cái thân nó ra phòng phiếu nó không ra Do đó đảng Dân Chủ chơi cái trò mà vote by mail Là họ đã có tính toán do đó chúng ta không thể dự đoán được tất cả mọi thứ Ông Trump có thể trận một phần nào Nhưng mà không thể được không thể gọi là trận hết được Quý vị nhớ không Trước đó Đảng Cộng Hòa và ông Trump đã đề xuất cái vấn đề là thẻ cử tri. Tức là những người nào có quốc tịch mà muốn đi bầu phải thì phải đi ghi danh cái thẻ cử tri. Đảng Dân Chủ nó no, cái này là bức hại những người à, ép buộc và bức, bức hại những người mà cử tri. Bức hại cái gì? Nhiều quốc gia họ làm thẻ cử tri mà. Ấn Độ cũng làm thẻ cử tri vậy. Bức hại cái gì? Họ tại vì sao có thẻ cử tri thì mới được bầu. Thì bây giờ work in person, hay là vote by mail thì chỉ cần chụp hình thẻ cử tri upload lên là xong. Tại vì thẻ để có được cái thẻ cử tri đó là quý vị phải apply, tức là phải xin. Mà khi xin người ta check lý lịch của mình đã có quốc tịch chưa, đã có bị án hay không, bị gì hay không, tùm lum hết đó. Thì mới có được thẻ cử tri. Do đó bên ông Trump và đảng Cộng Hòa đề nghị ok lập thẻ cử tri. Họ phản đối vô cùng. Tại vì sao? Họ âm mưu gian lẫn. Còn có thẻ cử tri công khai minh bạch Ai có quốc tịch không bị gì hết thì có sao đâu. Các bạn thấy chưa? Cái trò này của đại dân chủ họ dự tính từ lâu, ok? Không phải là chúng ta chặn được thì chặn được đâu nha. Rồi tiếp tục. Wow. À. Có chắc trong tháng 12 này vắc xin được tiêm đại trà Mỹ không? Không. Ok. Thứ nhất là vắc xin đã có và sẽ có trước cuối tháng 12, nhưng không có đại trà. Những người được ưu tiên là những người nằm trong bệnh viện những người nằm ở trong nursing home và những người làm trong ngành y tế là những người được ưu tiên. Còn đại trà sẽ bắt đầu từ tháng 2 trở đi cho tới tháng 4. Lúc đó mới là đại trà cho công chúng nha các bạn. Phải rõ ràng đừng có tung cái tin giả là ô, oh, tháng 12 này mình sẽ có vaccine đại trà không có. Vaccine sẽ được ưu tiên cho một số lĩnh vực trước nha. Ok. Wow, à, tiếp tục truyền thông Nam Hàn nói những người chết bỏ phiếu cho ông Biden là tin giả do giai đoạn Tâm lào của Vậy thì ngày hôm qua đài truyền hình Fox đưa lên đó Ít nhất tên tuổi của 5 người đó Và trước đó đã bắt giữ một người ở South Carolina Về dùng về cái tội dùng tên người chết để bỏ phiếu 50 cái tên người chết bỏ phiếu ở Florida đó Vậy thì ở đâu ra? Ok Vậy thì ở đâu ra? Truyền thông Nam Hàn nó đi theo cái truyền thông thổ tả mà Bây giờ tất, tất cả những truyền thông thế giới chạy theo truyền thông Mỹ Truyền thông Mỹ đưa cái gì là nó bơm cái gì là nó nói cái đó. Ok. Tất cả truyền thông trên thế giới bây giờ nó chạy theo truyền thông Mỹ. Mà truyền thông Mỹ là ai? CNN nè. New York Times nè. Washington Post nè. Ok. USA Today nè. Những cái tờ báo này là cánh tả mỗi ngày nó chửi ông Trump không còn manh giáp mà. Ok. Do đó bây giờ những cái gì liên quan tới ông Trump tích cực là nó không đăng. Cái nào tiêu cực là nó đăng hoặc là đôi khi nó dựng chuyện nữa. Các bạn nhớ cái vụ nó dựng chuyện Washington Post dựng chuyện không? Dẫn chuyện nói rằng là Che Kushner con rể của ông Trump khuyên ổng là gì chịu thua Che Kushner có nói đâu bây giờ Che Kushner lại là lãnh đạo của cái team pháp lý đánh cái trận này ở tại Pennsylvania rồi nói là bà Melania khuyên chồng phải uh, chịu thua đi rồi bà đưa lên cái tweet bà kêu gọi tất cả người dân đứng chung với bà để ủng hộ cho ông Trump ở đâu ra mà Washington Post có được cái 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 tin mà nói là bà kêu ông Trump từ chức ấy, tờ, chịu thua rồi có tin đâu ra là ở tin nó nó lấy ở đâu ra vậy toàn là dựng tin không à? thì đám truyền thông cánh tả nó dựng tin mà ok rồi bây giờ nó chơi cái trò gì nó đi nó tìm cách nó phân hóa thứ nhất là nó phân hóa đảng cộng hòa cái chiêu của nó là phân hóa đảng cộng hòa là thứ nhất thứ hai tìm cách cô lập gia đình tổng thống Trump à bây giờ nó dùng những cái người này ABCD này lên tiếng tránh né Để nguyên cái gia đình tổng, tổng thống Trump Bị cô lập và cô đơn Đây là cái chiến thuật của truyền thông Nó sẽ sử dụng để mà nó cô lập Nó áp lực ông Trump Tại vì ông Trump không có chịu thua Nhưng bây giờ cả một cái thường viện đứng sau lưng Tổng thống Trump rồi Cả một cái thượng viện Và ngay cả ông Lindsey Graham Châm vào 500.000 đô la cho cái quỹ pháp lý Rồi ngày hôm qua Ông bỏ thêm 1 triệu đô la trong cái việc Mà tái đếm phiếu lại ở Georgia Thì quý vị thấy rồi Bây giờ đám truyền thông là nó tìm cách thứ nhất là nó châm nó nó bỏ trái bom ở giữa những thành viên đảng cộng hòa để mà nó lợi dụng những người mà đảng cộng hòa nào mà giống như đám Lincoln Project á để nó đưa những người này lên để chửi ông Trump. Rồi thứ hai là nó tìm cách nó đẩy những cái người cộng hòa né ông Trump ra để nó cô lập cái gia đình tổng thống Trump lại. Đây là cách mà đảng, đảng dân chủ Hillary và đám truyền thông cảnh tả đang làm. Họ tìm cách cô lập gia đình của tổng, tổng thống Trump. Do đó, quý vị thấy nào là đức giáo hoàng nào là những người kia lên tiếng à, chúc mừng này nọ đây là cách truyền thông cánh tả đang làm đó quý vị nha ok rồi tiếp tục à à giống như cái gì đây à đạo luật hủy bỏ của tối cao pháp viện làm được à hủy bỏ gì coe là gì ok không hiểu luôn nha ok Thời sự mới đưa tin tổng thống Trump thắng 273 phiếu chuẩn chúc mừng Ở đâu ra mà đưa ra tổng thống Trump thắng 273 273 là phiếu ở đâu Phải đưa ra cho tôi thấy Tôi không thấy con số 273 Tôi chỉ dự đoán là 268 Và bây giờ nếu như mà thắng được ba tiểu bang kia thì nó mới lên con số Ở đâu ra mà 273 vậy Nếu mà thắng ở Wisconsin tổng thống Trump có thể, có thể được là 278 nếu mà thắng Arizona là 279 Nếu mà thắng ở Michigan là mươi 284 Ở đâu ra mà 273 vậy? Cho tôi biết đi nha Ok đừng có đưa tin giả Ok Rồi tiếp tục Wow But, uh, Wow Bên này khá nhiều ha sao không thấy bên dân chủ có bằng chứng nào tố cáo phê trăm gian lận gian lận đủ gian lận phiếu đủ hiểu rồi tất nhiên các bạn bây giờ họ dùng những cái kỹ thuật về pháp lý họ không dám ra mặt cản trở cuộc tái đếm phiếu tại vì nếu cản trở cuộc tái đếm phiếu thì rõ ràng họ gian lận do đó họ dùng kỹ thuật là họ sử dụng những nhân viên đó phản đối những nhân viên ở một số những tiểu bang phản đối và yêu cầu không nhận đơn kiện bla 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 đó là cách của đảng dân chủ cách của đảng Dân Chủ là như vậy Tức là họ không có ra mặt cản trở việc tái đếm phiếu Nhưng mà họ sử dụng những cái kỹ thuật về pháp lý Của các viên chức làm việc trong các tiểu bang Để cản trở việc này Đó là cái trò của đảng Dân Chủ từ xưa tới nay các bạn Họ không ra mặt Lúc nào cái miệng của họ cũng nhân nghĩa đạo đức hết Nhưng mà đằng sau lưng là họ thọc cậy hết Đằng sau lưng là họ làm hết tất cả những cái chuyện dơ bẩn Nhưng mà ngoài miệng thì lúc nào cũng nhân nghĩa đạo đức hết Nha các bạn Còn phía ông Trump có sao họ nói vậy thấy gian lận họ nói gian lận thấy ngứa mắt là họ nói ngay bên phía ông trump và bên phía cộng hòa họ thường như vậy còn bên phía dân chủ lúc nào các bạn nghe họ mở miệng ra đó cũng nhân nghĩa đạo đức hết đó. nhưng mà đều là thứ nhạt bất quần hết okay? đều là thứ nhạc bất quần hết á ok rồi tiếp tục à... chúng tôi tập hợp với nhau nghĩ rằng thành lập tổ chức một tổ chức gian lận cử tri quy mô lớn bao trùm tất cả lịch sử hoa kỳ ok thật sự các bạn đây là trận chiến mà tôi nói là ngăn chặn sự gian lận, bởi vì chúng ta không thể chấp nhận cái sự, cái sự gian lận này. Cái sự gian lận này nó sẽ gây một cái hậu quả rất xấu cho tương lai của đất nước Hoa Kỳ trong tương lai. Do đó, lần này cuộc chiến này không phải vì cái ghế tổng thống. Tại vì ông Trump đang là tổng thống rồi. Bây giờ ngồi một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ, ông vẫn là tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Ông không có nhu cầu ngồi thêm nữa. Nếu cần thiết, ông không có làm ăn. Ông đâu có lợi dụng ghế tổng thống của ông làm ăn đâu. Ông có một cái đế chế riêng của ông mà Ông đâu có cần đâu Ok Ông làm là vì đất nước này Nhưng Cái đám mà gọi là Joe Biden á Nếu mà nói mà Muốn làm tổng thống nhất là Joe Biden á Tại vì ông ta chưa bao giờ làm tổng thống Làm phó tổng thống thì có Nhưng chưa bao giờ được ngồi lên ghế tổng thống hết Cho nên Joe Biden là cái kẻ tham ghế tổng thống hơn ông Trump Còn ông Trump bây giờ <laughs> Quý vị thấy Ông đang là tổng thống rồi Do đó Ông không có nhu cầu Mà cái cuộc Tại sao ông phải giành cuộc chiến này Bởi vì Ông muốn ngăn chặn cái sự gian lận và bảo đảm những thế hệ sau có một cuộc bầu cử công bình, minh bạch và để cho người dân tin tưởng vào lá phiếu của mình. Chứ lần này để cho cái đám gian lận mà nó chiến thắng, người dân sẽ mất đi cái quyền lực của lá phiếu. Tại vì lá phiếu của họ không còn giá trị nữa. Nó gian lận kiểu đó là mai mốt thằng nào gian lận tinh vi thằng đó thắng. Cái điều ông trump muốn là một cái sự công bình, minh bạch trong cuộc bầu cử. Dù thua thắng cũng được nữa không sao cả, nhưng phải công bình và minh công bình và minh bạch. Còn bây giờ nói là ổng à, à, Ham làm tổng thống, ổng đã là tổng thống rồi. Dù 4 năm hay 8 năm giống nhau hết, chả có gì khác biệt giữa giữa 4 năm với 8 năm hết các bạn. Ổng đã là tổng thống đã vào đi vào lịch sử rồi. Bất kể quý vị có chỉ trích hay là có khen ngợi, ổng đã là tổng thống 45 của Hoa Kỳ rồi. Ổng cần nữa. Do đó, những cái trò mà gọi là tung những cái tin đó lên của đám truyền thông cánh tả hay là cái đám mà gọi là pro Biden á là toàn toàn là những cái thứ biệt bọn. Ok. Joe Biden mới là kẻ khao khát cái ghế tổng thống nhất. Chứ không phải ông Trump. Phải nhìn rõ cục diện như vậy nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. 40.172 người đang coi bên YouTube và 9.200 người đang coi bên Facebook. Cảm ơn các bạn rất là nhiều cho cái buổi tình buổi sáng ngày hôm nay. Ô, oh, à, thông báo cho các bạn, ngày mai bởi vì cái chuyến bay của Phong rất sớm. 8 giờ sáng giờ California là đã phải lên máy bay rồi. 6 giờ sáng phải ra phi trường. Do đó có thể cái chương trình à, tán gẫu sáng thứ bảy ngày mai á phong sẽ không thực hiện được buổi sáng nhưng mà khi tới hilton buổi trưa đó thì à, có thể buổi chiều phong sẽ thực hiện cái chương trình à, tán gẫu ngày thứ bảy và buổi chiều ở hilton chứ không phải buổi sáng nha để cho quý vị à, nắm được và hiểu được à, thông cảm cho phong tại vì chuyến bay bay qua hilton ngày mai phong bay qua hilton ngày mai rồi là 8 chuyến bay là 8 giờ sáng do đó không có thực hiện được cái chương trình tán gẫu À, và có thể chương trình đó sẽ dời là buổi chiều thứ bảy à, mong tất cả khán giả à, thông cảm cho phòng và chúng ta sẽ gặp lại vào à, chiều ngày mai thứ bảy ở trên cái channel trần nhật phong mến chào tất cả mọi người bye bye